Con xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Xin chúc cho cả nhà một buổi trưa thật là vui vẻ. Hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023. Các chị có nhìn thấy cái hình đại diện của phòng ngày hôm nay không? Nó có cái gì lạ lạ không? Bên trên là có một con đại bàng đang xải cánh bay đúng không? Còn bên dưới nó có một con hươu. Con hươu đang đứng ngóng lên và nhìn theo con đại bàng. Ở trên đó thì có mây mù nó giăng, ở bên dưới thì có dòng suối nó chảy. Hình thiên nhiên thôi, có gì đâu cả nhà ha, hình nó thiên nhiên thôi. Nhưng mà có một điều nó lạ như thế này này. Quay lại với cái vấn đề câu chuyện nhiều người bây giờ vào đây chỉ trích. Chỉ trích về vấn đề gì? Họ chỉ trích tại vì sao ông này đến giờ này mà ông còn bám vô cái câu chuyện này để làm cái gì? Tôi sẽ còn bám vào câu chuyện này đến khi nào các chị nhìn thấy được rõ vấn đề phía sau nó là gì. Bởi vì cái câu hỏi quan trọng nhất mà tôi vẫn muốn tất cả quý khán giả hãy xoáy vào cái câu hỏi đó để tất cả quý khán giả hình dung ra được toàn bộ cái câu chuyện, cái sự việc trong cái drama của bà CEO nó nổi đình nổi đám cả hơn 2 năm nay á. Đó chính là nếu không phải ông Võ Hoàng Yên thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và tại vì sao những diễn biến sau khi mang ông Võ Hoàng Yên ra bóc phốt nó dường như nó đang chứng minh được một điều rằng là cái nút áo đó đã bị cài sai ngay từ đầu. Chỉ còn cách duy nhất là tháo ra cài lại thôi. Nhưng mà không biết người trong cuộc họ cài lại hay là không. Nói đến đây thì cũng xin thưa luôn với tất cả quý khán giả là tôi có nghe ở đâu đó sau khi mà tôi chia sẻ, bản thân của Phong chia sẻ về cái vấn đề mà ba người đồng phạm, tôi không nói đến ông tiến sĩ luật Đặng Anh Quân nha, tôi nói đến ba người đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, thì nhiều người cũng sau đó cũng chia sẻ lại và cũng bắt đầu có đưa ra cái nhận định là ai là những người tội nhất trong cái vụ việc lần này. Họ nói rằng bản thân của những người nhân viên đó là những người tội nhất trong cái câu chuyện này. Thì chúng ta xét về góc độ mà gọi là tội nhất của họ thì họ là vì ở cái vị trí là nhân viên, họ được trả tiền để họ làm việc. Mà bây giờ ông chủ trả tiền cho mình mà mình không làm thì nó cũng kỳ quá. Nó cũng không được. Cho nên cái thế mà đặng chẳng đừng thì họ buộc lòng họ phải làm. Còn cái việc mà họ làm đó, họ có phát sinh thêm cái thu nhập như thế nào đó, họ phát thêm sinh thêm chi phí như thế nào không á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ trong cái phiên tòa thì may ra chúng ta sẽ biết được cái nội dung ở trong đó nó là cái gì. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cái vấn đề lớn nhất đó là vì sao vẫn còn nhiều người ủng hộ cho bà Hằng đến như thế. Có nhiều người vẫn rất là vô tư và hồn nhiên vào trong kênh của Phong và để lại bình luận là vì lý do là họ thương yêu bà Hằng, mà bây giờ cái sự việc nó diễn ra nó không đúng theo những gì mà họ suy nghĩ cho nên họ buồn, họ không vui. Chính cái điểm họ buồn, họ không vui nó mới khiến cho tôi phải lăn tăn về cái câu hỏi là vì sao các chị lại nghĩ rằng họ thật sự nha, họ thật sự là vì những cá nhân khác, họ thật sự là vì những người yếu thế hơn, họ thật sự là vì người nghèo mà không phải là vì chính bản thân mình. Khi tôi đưa ra cái lập luận như vậy, tôi đưa ra những cái thông tin như thế thì tôi biết chắc chắn một điều rằng sẽ có người đứng lên đây và phản bác và nói rằng ông có làm được như vậy hay không. Những cái tiếp câu hỏi kiểu như vậy đối với tôi là một chuyện bình thường, anh các chị khỏi phải hỏi, bởi vì xét về cái vị trí đó tôi cũng giống như anh các chị. Chúng ta không phải là họ. Chúng ta không có cái cơ ngơi tài sản như họ. Chúng ta không đứng ở cái vị trí của họ. Nhưng chúng ta ở cái chỗ chúng ta có sâu thể sâu chuỗi lại tất cả các thông tin báo chí, tất cả những thông tin nó có thể nó bổ trợ cho các anh các chị để trả lời cái câu hỏi là tận sâu thẳm trong cái vấn đề câu chuyện này nó là cái gì và tại vì sao ngày hôm nay bà Hằng lại vướng vào vòng lao lý như vậy. Nếu các anh các chị mà thương yêu thật sự cho bà Hằng thì các anh các chị có thể nhờ những kênh sóng mà các anh các chị vẫn tin yêu, vẫn thương yêu đó, hãy đi tìm cái câu trả lời đó và xoáy sâu vào vấn đề. Chứ theo cái hướng hiện tại, khi mà nhận diện ra các cái vấn đề rủi ro nó có thể nó phát sinh sau cái drama này, đó chính là một bộ phận những người ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng sẽ mất niềm tin vào chính quyền. Tôi không biết tôi có phải tôi đang nói quá vấn đề lên hay không, hay là do cái góc độ của mình quá cẩn thận để mình ngồi mình nhìn xa đến như thế. Nhưng dường như mọi chuyện nó xảy ra nó đang dần dần nó minh chứng cho điều đó. Khi mà báo chí lên những cái bài gì đó mà thuận lợi hoặc là nó có chiều hướng nó tích cực cho bản thân của thần tượng của các vị thì các vị lại cảm thấy rất là vui mừng, rất là hớn hở về điều đó ha. Còn bản thân của Phong thì
Đã từ trước tới bây giờ Phong vẫn nói rằng là tôi luôn luôn là người đi sau. Tôi luôn luôn là người đi sau, ai muốn chia sẻ trước gì đó cứ chia sẻ một cách thoải mái. Tôi cứ từ từ thủng thẳng tôi đi sau nhưng vẫn cứ theo thông tin của báo chí chính thống. Bởi vì báo chí họ không có biết sai đâu. Họ sai là họ phải lên họ cải chính liền. Ha. Cho nên cái cuộc chơi này đâu phải là cuộc chơi đơn giản, cái game này là cái game trí tuệ. Và ngồi nhắc đến lại ba nhân vật Nhi, Tân, Hà Nhi, hiện tại họ đang tại ngoại, thì tôi là phải suy xét đến vấn đề này. À, để cho các anh các chị thấy rõ hơn, tất cả quý giả thấy rõ hơn á, thì tôi xin phép tôi cho tất cả quý giả xem lại cái nội dung này. Rồi sau khi tất cả quý giả xem cái nội dung xong á, một tí thôi, tôi lại đặt tiếp các cái câu hỏi để chúng ta cùng nhìn về vấn đề. Và ở phía sau nó, cái câu hỏi và cái chốt chặn nó nằm ở cái vị trí của ông Võ Hoàng Yên này, nó khá là nhiều nha. Vì nhiều người hiện tại đang muốn xoáy ra, và ai nhiều người lại đặt ra cái vấn đề nữa là hiện tại là nhờ có cái câu chuyện là con của ông Tuấn đi làm đơn tố giác ông Dũng, cho nên là bây giờ đó là binh pháp của ông ấy để mà có một cái kế hoạch rất là lớn để mà đưa những người khác, những nhân vật lớn, những trùm cứu ra phía sau ra. Thôi cái đó là suy nghĩ của các anh các chị, nhưng mà nó không hoàn toàn không có bất kỳ một cơ sở lập luận nào hết. Còn tôi có cách lập luận riêng của tôi có cơ sở riêng của tôi để tôi chia sẻ cho các anh các chị về vấn đề này. Ở đây sau khi tôi xem cái nội dung video clip này lại thì hơi bất ngờ các anh các chị, bất ngờ thật. Họ không có
được trân trọng, được xứng đáng mỗi người cái gì mình đang chịu ra. Và thông qua âm thì yên, thì hãy âm thì yên, nói ai tốt thì nghe tốt, mà ai nói xấu thì dĩ luôn. Nói đi chơi thì chỉ nghe là ông nói, ông nói xấu thì dĩ luôn. Nhưng nói tốt thì nghe. Diễn biến đó là ông thôi, đó là ông theo mấy em, mấy ông biết. Thì nói tóm lại, em theo mấy em, rồi nói tóm lại là mấy em cứ làm. Khi nào không có chị nữa thì coi còn chị, chị đem nhìn những người chốt bên em, chị không có lọt sổ, chị không có để ai đứng ghét, chị không già ai giàu cũng ghét luôn. Cho nên là bao nhiêu đó trước đi tất cả quý anh chị. Mặc dù cũng lâu rồi các anh các chị sẽ không nghe qua những cái thông tin như thế này, nhưng mà chỉ ít là qua một cái đoạn video clip như thế này thôi, cái đoạn đầu tiên này chúng ta có thể nghe rất là mùi mẫm. Các anh các chị có thể nghe nó đi vào lòng người luôn, nó sâu sắc vô cùng. Chị Hằng là người đi làm kinh tế, còn những người này, những người đứng xung quanh đây, những người đi phụ với ông Yên để làm việc này việc kia, họ là những người bình thường. Họ không làm kinh tế giỏi, nhưng họ bỏ thời gian của họ ra, họ bỏ công sức của họ ra, họ đi giúp ông Yên làm việc này, giúp ông Yên làm việc kia. Và thậm chí là trong lời nói của bà Hằng là đi giúp cho ông Yên cứu người. Bà phải chứng kiến được việc này chứ, bà phải thấy được cái này chứ. Và các chị có thấy cái hình ảnh mà mang sổ đỏ ra để cho người này, cho người kia chưa? Chuyện này nó đã cũ rồi, chuyện này nó đã qua rồi, nhưng vẫn phải nhắc lại cho tất cả quý giả. Bởi vì cái giai đoạn sau, thì bây giờ mình phải hạn biên tập, thì bây giờ mình phải hạn lại. Hôm nay ngày 18 tháng 12 thì huynh đệ của mình gồm trong cái bộ hồ sơ được có 6 bộ hồ sơ rồi, và hôm nay thì có mới có thì ba em tới, hơn chút nữa sẽ có tới nữa, gồm có ba người đã sẽ tới. Thì mình sẽ làm lại ký kết để mà chuyển giao lại tất cả sổ mà lần trước chị Hằng có gửi cho mình vào ngày của Sư Long viên tịch. Thì bây giờ mình phải hoàn lại tất cả mấy cái sổ này lại cho chị Hằng. Thì cũng cảm ơn chị Hằng đã cho một niềm hy vọng cho tất cả huynh đệ, mà hôm nay thì cũng chưa đủ duyên nên hoàn lại cho bên của chị Hằng. Thì đây là cái hợp đồng chuyển nhượng luôn nè, hợp đồng chuyển nhượng là bây giờ mình chút xíu hội đồng chuyển nhượng. Tới đây thì cũng xin phép tất cả quý khán giả cho Phong đặt ra một số cái vấn đề cùng với tất cả quý khán giả ha. Thứ nhất, nếu nói về cái việc mà những người này, các chị thấy đến bây giờ, tôi hỏi thẳng một câu luôn là với cái kết luận, tôi vẫn tin vào kết luận của cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại thì với cái kết luận của cơ quan chức năng, các chị đã thấy được rằng là ông Võ Hoàng Yên bị tội hay là chưa? Gạt qua cái câu chuyện trong lòng các chị suy nghĩ cái gì? Ý thức của các anh các chị như thế nào, và các anh các chị có thương yêu hay là ghét bỏ, gạt qua một bên. Chúng ta nhìn vào một cái thực tế, cái kết luận của cơ quan chức năng có lừa đảo hay là không? Không có. Vậy thì những cá nhân này, những người được bà Hằng mang tới cho cái này cho cái kia, họ có phải là những người lừa đảo hay là không? Chắc chắn là không. Tính chí ít đến thời điểm này, ngày 6 tháng 6 năm 2023, họ có phải là người ngửa tay ra xin bà Hằng những cái lô đất này hay là không? Không. Bản thân bà Hằng là người tự chủ động mang tới, đưa cho họ, tặng cho họ, trao cho họ những cái vấn đề đó. Và thậm chí trong cái câu nói khi mà họ gửi trả lại những cái sổ đỏ này, họ nói rằng chúng ta chưa có duyên thì thôi, chị Hằng cho một cái niềm hy vọng thì cũng cảm ơn thôi, còn lại là chúng ta đem chúng ta đi trả. Thế thì xét về cái góc độ mà các chị đang mang một cá nhân lên, mang một người lên để làm quan trọng hóa vấn đề và đẩy cao cái giá trị nhân văn của họ, ở cái chỗ là họ là một người yêu nước thương dân, họ là một người giúp đỡ người nghèo cực kỳ nhiều, giúp đỡ chỗ này giúp đỡ chỗ kia, xét trong vấn đề này các anh các chị có thấy sự lăng tăng không? Nếu xét về góc độ tình cảm, hoặc xét về góc độ tiền bạc, hoặc về mối quan hệ làm ăn, ông Yên ông ấy có lỗi với vợ chồng ông Dũng bà Hằng hay là không, đó là chuyện cá nhân của hai bên. Thế những người này có lỗi gì với bà Hằng không? Bản thân những người này có đi lừa bà Hằng không? Bản thân những người này có gây ra vấn đề gì với bà Hằng hay là không? Không hề. Xét về mặt pháp lý, không có. Xét về mặt xã hội, họ là những người làm cho Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội, chứ họ không hoạt động bên ngoài. Họ không hoạt động bên ngoài, họ làm những việc đó, họ là đệ tử của ông Yên, họ chỉ dính vào cái mác là đệ tử của ông Yên thôi.
Còn lại cái việc họ họ vẫn phải làm tốt cái công việc của mình. Vậy thì xét cái góc độ, nếu bà Hằng là một người thật sự yêu thương, một bà Hằng là một người thật sự giàu có như các chị vẫn nghĩ, đại gia hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, vậy thì những cái sổ đỏ này bà ấy có nhất thiết phải nhận lại hay là không? Có nhất thiết hay là không ạ? Ủa, họ cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, họ cũng là người nghèo bên ngoài, họ cũng là những người khó khăn, không có cái điều kiện này, cái điều kiện kia. Nếu các chị theo dõi kỹ trong video clip đó, vì Phong không có phát hết, nhưng mà ở đó vẫn nêu rất rõ ràng như thế này. Có người người ta về, người ta mừng quá rồi, người ta mang cái đó ra đi, người ta đi cầm vào ngân hàng để người ta vay ra một khoản tiền về, người ta làm cái này làm cái kia, có thể là phát triển kinh tế hoặc làm này làm nọ. Họ mừng quá, đến bây giờ thì chưa trả kịp. Thế cái tôi quan tâm này, có ai đi tìm hiểu rằng đâu là cái nguồn tiền và ai là người sẽ cho tiền họ đưa vào ngân hàng, thế chấp vào ngân hàng, trả vào ngân hàng để rút được cái sổ đỏ ra mang trả cho bà Hằng không? Không ai trả lời câu hỏi này hết, không ai hiểu về vấn đề này hết. Vậy nhìn qua nhìn lại xem, các chị nói rằng đó là một cái tấm gương Bồ Tát, tấm lòng Bồ Tát rất là cao quý, rất là thế này thế kia. Nhìn lại cái hình ảnh này, nhìn lại cái hình tượng này xem thử coi, cái mức độ cao quý là nó cao quý đến đâu, nó cao quý đến như thế nào. Hỏi như vậy thôi, còn có trả lời hay là không là tùy vào các chị, cái quyền của anh các chị để mà trả lời câu chuyện này, trả lời vào câu hỏi này. Nhưng có một điều mà bản thân của tôi lại phải nói đến và lại phải nhắc đến cho tất cả quý khán giả, đó là việc gì? Việc này nè, như câu hỏi lúc đầu video clip tôi đã đặt ra cho tất cả quý khán giả, đó chính là nếu không phải ông Võ Hoàng Yên thì là ai, và vì sao lại là ông Võ Hoàng Yên, và vì sao lại lên trên đó mà quá đối quá tốt với lại đệ tử của ông Võ Hoàng Yên. Thì chúng ta cũng biết cái câu chuyện kinh doanh, cái câu chuyện làm ăn, có thể là người giàu thì họ vung tiền quá tráng, họ có tiền họ muốn làm gì cũng được, đúng không? Họ có tiền họ muốn làm gì cũng được. Nhưng thực tế ra mà nói, tại vì sao nó lại có cái câu chuyện, cái drama đó nó diễn ra ha? Tại sao nó lại có cái drama đó nó diễn ra, thì tôi sẽ lướt qua một số cái thông tin này trước để các chị nhìn qua trước đã, rồi sau đó tôi sẽ đi vào từng nội dung để cho các chị nắm rõ. Tôi nói thẳng, tôi sẽ không cần không tới 10 phút tôi có thể tôi giúp cho các chị thấy được vấn đề ở phía sau. Không cần tới 10 phút đâu. Trước mắt, đây là thông tin từ phía báo chí chính thống vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 trên trang Vietnamnet có đưa thông tin bà Phương Hằng và Đại Nam thế chấp hơn 2.000 lô đất để gán nợ cho OCB. Thế chấp hơn 2.000 lô đất để gán nợ cho OCB. OCB đã nhận hơn 2.000 lô đất tại khu dân cư Đại Nam ở Bình Phước và Bình Dương để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ của bà Nguyễn Phương Hằng và một số doanh nghiệp có liên quan. Được chưa? Tôi xin phép ở đây tôi chỉ nói tới vấn đề của Bình Phước thôi, tôi chưa nói đến khu dân cư Đại Nam. Tại vì ở khu dân cư Đại Nam thì con số nó các chị có thể theo dõi báo chí mà tôi cũng không tiện chia sẻ ở đây ha. Rồi nhìn lại, đây là vào ngày 18 tháng 10 năm 2022. Được chưa? 18 tháng 10 năm 2022. Nhìn lại giùm cho tôi, vào thời gian nào đây ạ? Đấy, đã thu hồi được nợ của FLC là vào ngày 28 tây tháng 4 năm 2023. Tổng giám đốc của OCB tuyên bố như thế nào? Với hai tập đoàn FLC và Đại Nam, OCB đã thu hồi xong nợ. Cả hai danh mục tài sản này đã có người mua và ngân hàng đang chờ bên thứ ba để thu xếp tiền. Đây, theo ông Tùng thì sau khi xảy ra sự việc tại tập đoàn FLC và Đại Nam thì OCB đã thu hồi nợ. Việc thu hồi chia làm hai bước. Bước 1 là thu hồi toàn bộ tài sản của các công ty này đã thế chấp tại OCB, đưa vào dạng gán nợ, nghĩa là nhận tài sản thế chấp thay cho nghĩa vụ trả nợ. Nhận hết toàn bộ tài sản thế chấp để thay cho nghĩa vụ trả nợ. Thế trong con số 2.000 như báo chí đưa tin đây thì nó có điều gì? Đây là trang web khu dân cư.com.vn và ở trên thì có cái logo của Đại Nam Văn Hiến. Hy vọng là các chị thấy và biết ha. Trong này còn có số điện thoại luôn, tôi đi lướt xuống bên dưới cho các chị xem. Đây, có thông tin chính thức khu dự án nhà ở Đại Nam do công ty cổ phần Đại Nam đầu tư và phát triển tại Bình Dương. Địa chỉ là Trần Hưng Đạo, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
ha, có số hotline luôn, được chưa? Chứ không phải là đi lấy thông tin ở đâu để chia sẻ với các anh các chị đâu, tôi chỉ cần xem quy mô thôi, ha, tôi cần xem quy mô. Đây là quy mô của những khu dân cư của họ, quy mô rất là đẹp, làm rất là đẹp, được chưa? Đấy, khu dân cư của họ lên, cái phối cảnh lên rất là đẹp. Đây, đến cái khúc này tôi quan tâm tới khu ở Đại Nam, ở Bình Phước. Các anh các chị thử xem coi mặt bằng tổng thể khu nhà ở Đại Nam Bình Phước, tổng thể dự án sở hữu 2559 lô đất nền và nhà phố liền kề, được chưa? Tổng thể dự án là 2559 lô, cái đoạn bôi màu tím này, khu Đại Nam Bình Phước là 2559 lô. Để xem, để coi khu nhà ở Đại Nam đây, khu thành phố Thủ Dầu Một nè, khu nhà ở Đại Nam ở tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, 2559 nền, cũng là 2559 nền luôn, được chưa? Nếu chúng ta tách biệt ra, chúng ta không nói gì đến cái khu dân cư Đại Nam ở Bình Dương nha, không nói gì đến khu dân cư Đại Nam ở Bình Dương, mà đây là phân lô theo khu Đại Nam Bình Phước này, cái địa điểm của nó này, vị trí địa lý là ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước này. Các anh chị có thể thấy thông tin này là ở đây là có, theo con số bên dưới này thì là 2549 lô, được chưa? 2549 lô. Mà bây giờ ngân hàng thì họ nói như thế nào, thế chấp mất 2000 lô. Thì nói thẳng với tất cả quý khán giả luôn, nếu tôi không nhắc gì đến khu dân cư Đại Nam Bình Dương mà tôi chỉ nhắc tới khu dân cư Đại Nam Bình Phước thôi, thì ở đây các chị thấy con số này, có tổng cộng 2000. Ở đây này có luôn này, trong bài báo này có luôn này. Này, theo văn bản này, OCB của Phương Đông không, trong 6 tháng đầu năm họ nhận cái tài sản thế chấp này. Nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam ở Bình Phước này, là ở Bình Phước là 963 lô để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ. Tiếp đó, cùng ngày họ nhận thêm 1104 lô đất thuộc khu dân cư Đại Nam ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được chưa? Có nghĩa là khu Bình Phước 2459 lô bị ngân hàng đã thế chấp ngân hàng 963 lô. Chúng ta tính số ngàn cho dễ, là còn lại ở đâu đó trên kia là hơn 1000, cỡ 1500 lô ở Bình Phước, được chưa? Còn khoảng 1500 lô ở Bình Phước. Chúng ta xem qua cái quy mô dự án khu dân cư Đại Nam Bình Dương đi. Đây, bên này là báo chí nó có hết này, trên thông tin báo chí hết, chứ tôi không lấy đâu xa, tôi lấy trên website của họ luôn ấy. Đây, khu nhà ở Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một đây đúng không? Phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một đúng không? Chúng ta có bao nhiêu? 2559 nền. Mà thế chấp bao nhiêu? 2559 nền. Mà ở trong này, theo cái văn bản trên cái bài báo này chia sẻ, đây, báo Vietnamnet, 1104 lô thuộc khu Đại Nam Bình Dương. Thế thì các chị nghĩ thế, coi bên kia là 2559, bên đây là 1104, mất bao nhiêu? Mất 1104 lô rồi, 2500, còn lại hơn 2400, còn lại hơn 2400 lô gì, còn lại hơn 1400 chứ, xin lỗi, chứng tỏ mỗi bên gắt đi gần một nửa. Mỗi bên mất đi gần một nửa. Thế vì sao nó lại xảy ra câu chuyện này? Lại nhìn vào đây, trên trang Cà Phê F, vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, có một tuyến bài báo lên như thế này: sau 2 năm mở bán khu dân cư Đại Nam Bình Phước của đại gia Dũng Lò Vôi có gì?
Mở bán rầm rộ từ cuối năm 2018, đến nay khu dân cư Đại Nam Quy Hơ mô hơn 96 hectare tọa lạc tại chân thành Bình Phước của đại gia Dũng Lò Vôi lại đang rơi vào tình trạng vườn không nhà trống khi không có người ở. Không có người ở. Được chưa? Cái quy mô xây dựng là gì? À, trong tương lai, trong tính toán của đại gia Dũng Lò Vôi thì huyện Chân Thành là một vị trí của tương lai sẽ phát triển về công nghiệp và có quy mô lớn, do đó ông lựa chọn xây dựng khu dân cư ở đây. Phát triển quy mô thế này thế kia. Nói về những cái câu chuyện làm như thế này, trong đó có cái quy hoạch tổng thể, trong đó là có trường học, có bệnh viện thế này thế kia. Nhưng thực tế thì tại khu dân cư Đại Nam cho thấy hạ tầng, phần cứng được thi công hoàn thiện rất tốt. Tuy nhiên, những tiện ích trường học, bệnh viện, nhà ở, xã hội lại chưa thấy đâu. Một vấn đề nữa là tỷ lệ lấp đầy ở khu công nghiệp trên huyện Chân Thành còn thấp, nên lượng công nhân là chưa nhiều, kèm theo đó là giá bán chưa phù hợp với mức thu nhập của công nhân. Một số người sống ở đây chia sẻ thì trước đây ở đây mở bán chỉ có người Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương về mua, chứ xung quanh toàn công nhân, người nghèo, dân nghèo thì làm sao mà mua được. Như kế hoạch của ông Dũng Lò Vôi thì sau khi mở bán vào cuối năm 2018 thì khoảng đầu năm 2019 sẽ khởi công xây dựng này, nhà trẻ, trường mẫu giáo, chợ vân vân để phục vụ khu dân cư và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng khi dân cư chuyển về sinh sống. Đồng thời xây dựng trung tâm khám chữa bệnh với diện tích 4.000 m2 trong dự án do cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Nhưng do những lùm xùm trong thời gian gần đây nên ông Dũng đã tuyên bố không triển khai nữa. Thế cả nhà thấy mấu chốt vấn đề nằm chỗ nào chưa? Tất cả quý khán giả đã nhìn thấy mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ nào chưa? Vì sao tốt với ông Yên? Bởi vì ông Yên bưng chén yến lên húp một cái mà đã có được mấy tỷ nó tăng tinh vào trong tài khoản rồi. Tốt với đệ tử của ông Yên để làm gì? Rồi sau đó mang ông Yên ra tố, đi thu lại, và đệ tử của ông Yên đã mang tất cả các giấy tờ đất đai mà được bà Hằng bà ấy tặng, đem về họ trả lại hết. Và đến bây giờ thì những lô đất đã mang đi từ khu dân cư Đại Nam Bình Phước lẫn khu dân cư Đại Nam Bình Dương mang ra, và bây giờ OCB họ trả lời cho một câu là họ đã thu hồi hơn 2.000 lô đất để mà xem như là thay thế cho nghĩa vụ trả nợ. Có nghĩa là mất trắng luôn rồi còn gì nữa. Hơn 2.000 lô đất, 963 lô ở khu Đại Nam Bình Phước và 1.104 lô ở khu Đại Nam Bình Dương. Vì lý do gì vậy? Vì lý do gì? Lại quay lại cái câu hỏi mà cách đây hơn 25 phút ở đầu video clip. Ở đầu video clip, đó chính là tại vì sao lại là ông Võ Hoàng Yên, và tại vì sao lại kết thúc cái mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Và nếu như không phải là ông Võ Hoàng Yên mà không phải là kết thúc cái câu chuyện với ông Võ Hoàng Yên thì chuyện gì xảy ra? Có cái drama này nó diễn ra hay là không? Và đến bây giờ cái khu dân cư đó nó đã bán, mở bán ra hay chưa? Cái bệnh viện nó đã mọc lên hay chưa? Nếu ông Võ Hoàng Yên đồng ý đảm nhiệm cái trách nhiệm ở cái bệnh viện đó, tham gia chữa bệnh ở cái bệnh viện đó, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Và cái bức màn mà các anh các chị nói rằng được vén lên đây, nó có được vén lên thật sự hay là không? Hay là phía sau nó còn ẩn chứa bất kỳ một điều gì nữa? Cái này các anh các chị tự luận đi chứ. Bây giờ chúng ta chuyển qua làm văn tự luận đi ha. Sơ sơ sâu chuỗi là các vấn đề như cho các anh các chị thấy được rằng là tổng quan cái câu chuyện ở đằng sau là như thế nào. Tốt thật hay tốt không thật thì bản thân của họ sẽ hiểu hơn ai hết. Còn người bên ngoài họ vẫn còn cơ hội để họ tiếp cận với những bài báo từ những năm 2011, 2012, 2013, 2014 và đến tận ngày hôm nay, thì chúng ta biết được rằng là vấn đề nó như thế nào cả nhà ha. Thì đó là nội dung Phong muốn chia sẻ trong cái video clip ngày hôm nay. Các anh các chị cứ xem, cứ từ từ, cứ thẩm thấu câu chuyện ha. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Đừng quên bấm vào nút like, đăng ký kênh, theo dõi trang fanpage, follow trang fanpage và chia sẻ video clip nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo.